Hello, xin chào tất cả các bác. Hôm nay em quay với bác về một chiếc Excalibur 9 các bác. Con này màu cam nhá, màu cam thì phải nói là nó rất là hiếm, cực kỳ hiếm luôn. Bình thường nó chỉ về được cái màu đỏ đen đấy các bác, màu đỏ đen nhám ấy. Bây giờ nó về được cái màu đỏ, màu cam. Phải nói là siêu hiếm, siêu hiếm. Mãi đến bây giờ bên em mới có cái màu cam này để báo cho các bác là bên shop về được màu cam và size M nha các bác nhá. Về được mấy chiếc màu cam size M. Đó. Đây là chiếc Excalibur 9, cấu hình như thế nào thì em xin phép mà đi vào cấu hình chi tiết cho các bác xem. Con này thì có một đặc điểm là nó có cái cọc viên tăng giảm sẵn rồi. Các bác sẽ không cần phải nâng cấp cái cọc viên tăng giảm nữa. Về cái sườn của Excalibur thì nó cũng sẽ sườn của nó sẽ ngon hơn cái sườn của Marlin. Sườn của Marlin thì là cái sườn của nó không phải là sườn cổ lở, và cái chất nhôm của sườn Marlin thì nó là nhôm Sliver. Còn con này là nhôm gold các bác. Nó dùng nhôm gold, nó không phải dùng nhôm Sliver. Sliver tức là một cái chất liệu nhôm nó sẽ nặng hơn, nó gọi là nó rẻ hơn, nó không đắt tiền bằng cái dòng nhôm nhôm mấy này, nhôm gold này. Nhôm gold thì theo như em tìm hiểu thì nó hay để làm máy bay, làm chất liệu để làm máy bay. Tức là có chất liệu là máy bay, còn nó chủ yếu các máy bay nó là carbon là chính. Đây các bác, về cái cấu hình của em nó thì em sẽ quay thêm cho. Thì con này sử dụng cùi đè của XT, giống như cái cùi đè XT của Excalibur 8. Nhưng mà con này thì là líp này, xích này, giò này, tay bấm xả thì nó dùng của M7001, tức là SLX luôn. Nó không dùng M6001 như là Excalibur nữa, Excalibur 8 nữa. Đấy thì nó có mấy món là líp này, xích này, giò này và tay bấm xả thì là nó có dùng của SLX. Đó cũng là điểm cộng khá là ok rồi. Về phanh con này thì cũng là một cặp phanh ngon hơn dòng MT200. Cặp phanh đã ngon rồi các bác ạ. Đây, phanh này các bác chỉ cần dùng hai ngón thôi. Đây như này. Đấy, nó chỉ sản xuất cho mình các một là một ngón, hai là hai ngón. Đấy, mình bóp như thế này luôn. Đấy, các cái gừa này. Đó, con này thì cặp phanh em sẽ quay cho các bác xem. Con này cặp phanh Shimano M4001. Đây các bác này. Shimano M4001. Đó. Còn đây là cái phần này là phần bấm cọc yên tăng giảm nhá. Đấy, phần này phần bấm cọc yên tăng giảm. Mà cái cọc yên nó đang thấp như này đúng không các bác? Thì các bác sẽ bấm ở đây. Bấm ở đây thì là nó sẽ cao yên lên. Đây ví dụ như này. Đó, đó. Và khi các bác bấm kéo dây như này và các bác có trọng lực lặng các bác ngồi lên thì cái cọc yên này nó sẽ nhún xuống. Đó, nó là như vậy. Lốp con này thì là lốp 29 nhá các bác nhá. Lốp 29. 29 x 2.35. Sườn cọc cái về cái phần phuộc này, phuộc của con này là phuộc dốc sốc gì con gôn phuộc 29 hơi coi nhá, có hỗ trợ đè bonne này. Nó đè bonne là khi các bác dập đến như thế nào nữa thì là nó cũng sẽ hai cái phần này nó sẽ không bị dập vào nhau. Nó công nghệ bờ giòn đè bonne gì con này, gì con gôn nhá, chứ không phải gì con thường đâu. Con này dùng gì con gôn, không phải gì con thường. Trên đây là khóa mở phuộc này, đây khóa này các bác. Đó, khóa cái phuộc này thì nó có các lớp nhỏ, các lớp nhỏ. Đó, trên này sẽ là bơm phuộc này, đây bơm phuộc ở đây các bác. Nó bơm đây. Đó, rất là ok luôn. Trục trước là trục bút này. Đó. Đấy, tổng thể của một chiếc Excalibur 9 nó là như vậy các bác. Em hãy xem là các bác này, đĩa con này này sẽ là đĩa bao nhiêu T. Đĩa con này thì là 30T các bác nhá, đĩa 30T. Đó. Đầu đĩa trục rỗng BB vặn. Đấy, tổng thể chiếc xe này, lốp con này thì sử dụng lốp không xăm rồi, dùng túp lít rồi. Đó. Đấy thì hiện tại bên em đang sẵn con này size M màu cam nhá. Đang sẵn luôn, anh em nào có thể qua cửa hàng để xem xe. Đấy, màu rất là lồi. Rồi em xin kết thúc video tại đây các bác nhá.